Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 14, câu 25 đến câu 33. Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương, dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý vị và các bạn thân mến, điều làm môn đệ của Đức Giêsu là phải từ bỏ và vác thập giá. Hay nói khác là phải chọn Chúa trên hết mọi sự. Tin mừng thuật lại cho chúng ta thấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, nhưng họ không phải là môn đệ của Người. Họ chỉ đi theo Thầy Giêsu vì họ nghe nói ông Thầy này làm được những việc phi thường, nên họ tìm đến với Người, họ theo Người bởi vì họ được ăn no nê mà không phải lao động vất vả. Họ đến với Người bởi họ đang tìm chút danh lợi chăng? Thế nên, Đức Giêsu mới đưa ra điều kiện cho những ai theo Người: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta được. Hai chữ từ bỏ mang ý nghĩa bỏ tất cả, bỏ những gì gây cản trở theo Thầy Chí Thánh Giêsu. Và hơn hết, quan trọng nhất đó là chọn Thầy Giêsu hơn tất cả mọi chọn lựa khác. Một khi đã theo Thầy Giêsu, người môn đệ đương nhiên phải vác thập giá theo cách Thầy đã thực hiện là mới xứng là môn đệ của Người. Là người mang danh Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có dám từ bỏ những rào cản của danh lợi thú, của đam mê bất chính, của cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo đã ngăn cách chúng ta theo Chúa không? Trước những đòi hỏi của xã hội, của nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, chúng ta có dám chọn Chúa hơn tất cả những chọn lựa khác như tiền tài, danh vọng, thời gian, công việc? Lạy Chúa, xin soi trí, mở lòng chúng con để khi chúng con làm gì, ở đâu, chúng con luôn hướng về Chúa và luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời của mình. Amen.